Ok. Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với phần bình luận của Hương Còi trên kênh của Magic Pilates Shop, cho giải của câu lạc bộ The One tại số 42 Nguyên Hồng. Trước mắt các bạn sẽ là một trận đấu giữa hai cây tay cơ ở bảng B, cũng được xếp hạng B. Đây sẽ là trận đấu sau cùng trong ngày hôm nay. Theo như tiến độ của ban tổ chức thì hôm nay trên 12 bàn thi đấu của câu lạc bộ The One thì đã diễn ra khởi tranh giữa 63 cơ thủ được chia thành hai bảng, và tiến độ đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Như vậy là các cơ thủ cũng sẽ có cái thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn cho ngày mai bước vào vòng đấu loại trực tiếp 32 cơ thủ. Và đây sẽ là trận đấu sau cùng tranh suất vào vòng 32. Trận đấu giữa tay cơ Đinh Công Đại và Nguyễn Văn Thảo. Người đàn ông mặc áo trắng trước màn hình các bạn đang xếp bóng đó chính là cơ thủ Đinh Công Đại. Đinh Công Đại sinh năm 1986, rất trắng trẻo đẹp trai. Trong một thời gian trước thì Đinh Công Đại cũng là một trong những tay cơ có tiếng ở thủ đô Hà Nội với cái tên gọi thân mật là Đại Con. Tuy nhiên thì bận công tác, chính vì vậy mà Đại Con cũng ít tham gia các giải đấu. Vừa rồi thì Đại Con cũng đã tìm lại được cái nguồn cảm hứng để mình tham gia, tìm lại được cái nguồn cảm hứng để chơi bộ môn yêu thích này. Nếu như mà Đại vẫn thường xuyên thi đấu thì tôi tin chắc rằng là Đại sẽ không đánh ở bảng này đâu. Đại sẽ đánh ở bảng A, được xếp hạng A. Tuy nhiên thì với thời gian lâu không chơi, Đại hiện tại là đang được đánh ở bảng B với trình độ được xếp hạng là B. Và đối thủ của Đinh Công Đại đó chính là Nguyễn Văn Thảo, và trên màn hình các bạn thì gọi là Lốc Thảo đấy. Sinh năm 1987. Cú đề ba rất nhiều lực của Đinh Công Đại đã đưa được bi xuống lỗ và hợp lệ. Tuy nhiên thì quả cái đã kiểm soát không được tốt, và Đinh Công Đại ngay từ giây phút đầu đã phải thực hiện một cái cú sút tê. Chơi rất công hiến, không cần đến quyền báo bị an toàn trong tình huống vừa rồi. Cơ hội dành lại cho Lốc Thảo. Trên cái ván bàn này thì các bạn thấy là tất cả các quả bi thì đều còn hướng vào lỗ, không bị kẹt. Nhưng đòi hỏi một cái sự xử lý phải rất là thông minh. Với cái bi tình huống số 4 và đã không thành công trong cái cú đánh của Lốc Thảo. Một cú ra tay rất dứt khoát, tuy nhiên thì cái kiểm soát đường điều trong cái tình huống vừa rồi không được tốt. Rồi, cơ hội để Đinh Công Đại dọn bàn. Xin chào tất cả mọi người, 43, 44 các quý khán giả. Đây là giờ chuẩn bị ăn tối rồi. Tuy nhiên thì các bạn vẫn nán lại trên màn hình phát trực tiếp của Magic để xem cái trận đấu cuối ngày và ủng hộ cho hai tay cơ. Các bạn hãy tiếp tục thực hiện một cái thao tác rất quen thuộc giúp cho Hương Còi, đó là chúng ta hãy bấm vào cái nút trái với màn hình để chia sẻ phần phát trực tiếp này nha. Xin chào Hoàng Hòa.
một cú đánh bị dư mỏng của Đinh Công Đại. Vâng, tiếp tục cơ hội trao tay lại cho Lộc Thảo. Mới lấy vợ một lần, Hải Dương thì cũng có hai đại diện tham gia đánh giải này. Đó chính là Đại Hải Dương và anh Quý Du ở Hải Dương. Có vẻ như là hai tay cơ này cũng đã có một chút bị rung động bởi cái ván đấu đầu tiên, và đặc biệt là trên màn hình phát trực tiếp của Magic Billiard Shop. Tuy nhiên thì tôi vẫn đang chờ đợi cái sự điều tiết về mặt tâm lý của cả hai tay cơ để có thể có một cái màn cống hiến tốt hơn nữa cho quý khán giả trong cái trận đấu cuối ngày. Chính xác rồi, bạn Đinh Mạnh Hùng cũng có hỏi là chia bản chuyên nghiệp riêng phải không. Xin thưa với bạn Đinh Mạnh Hùng và cũng như các quý khán giả đang theo dõi, đây là một giải đấu Magic Tổ Magic Billiard Shop đã thí điểm thực hiện tại câu lạc bộ Bia ở An Dương, và đây là lần thứ hai Magic Billiard Shop thực hiện cái hình thức tổ chức này. Sau những cái kết quả đã đạt được tại giải An Dương thì đây là một hình thức tổ chức mang lại cái lợi ích nhiều hơn cho các tay cơ xếp hạng C và B. Khi tham gia với niềm đam mê thì cũng có cái cơ hội giành được những cái phần thưởng. Vì lẽ đó cho nên là Magic đã chia thành hai bảng đấu. Trong khi đó thì bảng A là bao gồm 24 cơ thủ được xếp hạng chuyên nghiệp và hạng A. Chuyên nghiệp đánh đến 8 và hạng A đánh đến 7. Chuyên nghiệp gặp A thì sẽ chấp với tỷ số là 8-1. Bảng thứ hai là bảng đấu B, bao gồm các tay cơ xếp hạng C và B. 48 cơ thủ sẽ được lựa chọn, chia thành 6 bảng và lựa chọn 24 cơ thủ bước vào vòng đấu loại trực tiếp vào hôm sau cùng với 8 cơ thủ tại bảng A, trộn giữa 32 cơ thủ này. Như vậy thì sau những cái phút giao xuyến của ván đấu đầu tiên thì Đinh Công Đại đã giành được lợi thế khi là người mở tỷ số. Và có vẻ như là cú đánh ở cái vị trí tay cầu không được tốt đã khiến cho Lộc Thảo xử lý cái tình huống bi vừa rồi không thành công. Tuy nhiên thì bi số 2 ở cái vị trí này để công được thì là một cái vị trí khó, và tôi vẫn có lời khuyên với Đạo rằng lại rằng là tốt nhất là nên đi thủ. Với góc bi số 2 này lại cũng có thể lựa chọn một cái đường thủ đẩy qua đầu bi số 4, đưa cái về đằng sau hướng 8-4 và 8-5 ở đây. Không, vẫn giữ cái lối đánh rất cống hiến của Đại từ giây phút đầu. Một cú cân hơi thừa thãi. Thuần âm thanh ấy, Đãng thì đã chiến thắng 2 trận và bước vào vòng đấu loại vào ngày mai nhé. Xin chào Trường Black, Mẹ Shaker và Bé Bự Tô Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Hối. Chúng ta hãy thực hiện thao tác chia sẻ phần phát trực tiếp về tường giúp cho Magic Billiard Shop cũng như là đội ngũ đang thực hiện chuyển tiếp, phát trực tiếp đây ạ. Cuối ngày rồi, tuy nhiên thì vẫn thực hiện cái công việc của mình dù thể lực không được như cái đầu buổi sáng. Đây là một cái trận đấu rất quan trọng với hai cơ thủ này. Trận đấu giành suất bước vào vòng đấu loại trực tiếp vào ngày mai. Ai thua thì sẽ phải trở về nhà. Ngày mai thì vòng đấu loại trực tiếp sẽ được khởi tranh vào lúc 9:30 tại câu lạc bộ The One, số 42 Nguyên Hồng, thành phố Hà Nội.
Rất tốt, Đinh Công Đại. Đại con, dù là lâu không chơi nhưng mà cái kinh nghiệm thi đấu cũng như là đánh giao hữu nhiều cũng đã giúp cho Đinh Công Đại có những cái cách xử lý bi rất mềm mại. Tôi vừa khen xong thì Đại đã có xảy ra một cái tình huống đánh không được chính xác, có vẻ như là lâu không chơi thì những cái cú đánh thực hiện không được tốt, những cái kinh nghiệm thi đấu thì rất dài giờ. Cơ hội cho Lộc Thảo nhưng Lộc Thảo cũng không thể xử lý được bởi vì vị trí bi số 7 cũng đang nằm khi Đại đánh trượt ra, thì các bạn thấy rồi, là một cái vị trí bi rất khó chịu. Vâng, vẫn giữ một cái lối đánh cống hiến hết mình. Đinh Công Đại đã thực hiện một cú cộng bi 7-9 bằng 7. 7 cộng 9 bằng 7. 9 đã mất hút. Để đồng hành với phần phát trực tiếp của Magic Plus Shop, một lần nữa Hương Còi xin gửi lời cảm ơn tới sự đồng hành của tập đoàn Mai Loan với hai thương hiệu One Life One Coin. Để những cái giải đấu được diễn ra với những hình ảnh tuyệt vời như thế này thì Mai Loan Group cũng đã luôn luôn là quan tâm để đồng hành với Magic Plus Shop phát triển phong trào PR của thủ đô Hà Nội cũng như là của cả nước. Quay trở lại với trận đấu này, ván đấu thứ 3, cú đề ba thuộc về Đinh Công Đại. Phá rất tốt, đều hợp lệ, đã có biết rơi xuống lỗ, tuy nhiên thì cái khả năng kiểm soát quả cái của Đại chưa được ok cho lắm. Nhưng đánh giá là tốt hơn những cái ván trước. Anh Sơn ạ, em chào anh. Ngày mai đúng 9:30 chúng ta sẽ lại hội ngộ nhau tại câu lạc bộ Dấu Ăn ở số 42 Nguyên Hồng để tiếp tục chứng kiến những cái trận cầu nảy lửa, trận đấu loại trực tiếp giữa 32 cơ thủ. Và ngày mai cũng sẽ là những cái trận đấu để tìm ra nhà vô địch ngày thi đấu cuối cùng. Một cú đánh công hết tầm của Đinh Công Đại, tuy nhiên thì cú đánh thiếu quá nhiều cái sự chính xác. Với hệ thống của câu lạc bộ The One, Hương Còi được biết ngay từ những cái giây phút đầu tiên Hương Còi chơi bia thì đây là một trong những cái câu lạc bộ đã có nền tảng rất là lâu tại thủ đô Hà Nội. Và chính với những cái kinh nghiệm kinh doanh trong môi trường bia thì câu lạc bộ Dấu Ăn đã luôn luôn có một cái tư tưởng muốn tạo dựng một cái phong trào bia lớn mạnh tại thủ đô Hà Nội. Có lẽ đây là cái hệ thống những cái câu lạc bộ bia mà nhiều nhất, có nhiều nhất tại trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Và trong năm vừa rồi thì theo như Hương Còi đánh giá cũng là câu lạc bộ mà có hệ thống giải nhiều nhất. Nghiêm Hiếu ơi, Đại con thì được xếp hạng B. Chị Hương Còi được biết là Đại con thì cũng mới quay trở lại chơi lại bộ môn yêu thích của mình. Và hôm qua thì Đại con cũng đã có một trận giao hữu với Nguyễn Bá Mạnh, tức là Mạnh Xuân, đánh đồng cơ, và Đại con cũng đã hạ sát Mạnh Xuân rồi. Khi mà Mạnh Xuân đang dẫn trước tỷ số thì đã bị thua ngược trở lại. Dẫn trước 6-2 bị Đại con bật lại. Đấy, như vậy là đây thực sự là một tay cờ đáng gờm đấy. Nếu như mà
Đại vẫn tiếp tục chơi thì có thể là trong thời gian tới Đại sẽ bị đẩy lên hạng A. Trước bàn TV table, nếu như mà những tay cờ nào chưa kịp làm quen với việc thi đấu trước bàn TV table thì sẽ là những cái cản trở rất lớn về mặt tâm lý trong cái việc thực hiện những cái cú đánh. Chắc chắn rằng là sẽ không thể là thể hiện được hết những cái khả năng của mình như bình thường. Cho nên cái việc chúng tôi tổ chức những cái giải đấu và tạo cái cơ hội để cho hạng B và C tham gia thi đấu và được trải nghiệm qua những cái phần phát trực tiếp này cũng giúp cho các bạn có thêm những cái kỹ năng và sự rèn luyện về mặt tâm lý. Một cú băng rất tốt của Đại Con, căn được mép và cái chạy là một cái đường chạy rất viên mãn, có phần một chút là đỏ, tuy nhiên thì cũng là một cái cú băng kinh nghiệm của Đinh Công Đại. Vâng, lỗi rồi, liệu rau nhưng mà gấp thịt, nhưng mà người ta hay nói như vậy, nhưng có vẻ như trong cái cú sút tê vừa rồi thì đó là liệu thịt nhưng mà gấp nhầm phải rau, và một cú sút tê không chạm được bi mục tiêu. Vẫn tiếp tục cái lợi thế cộng bi và cống hiến. Đinh Công Đại có thành công trong cú cộng bi tiếp theo không ạ? Chúc mừng Đinh Công Đại, một cú cộng bi thứ hai liên tiếp trong hai ván đấu gần đây. Ba không. Tôi vẫn chưa có cái cơ hội được bình luận về Lộc Thảo được xếp hạng B, vì Lộc Thảo đã có rất ít những cái cơ hội, và chính cái việc có những cơ hội, rất ít cơ hội, thì Lộc Thảo cũng đã không tận dụng được những cơ hội ít ỏi đó. Một cú đề ba hợp lệ. Có phải ở vị trí này không thể đưa được bi số 2 vào lỗ 10? Nếu như để thực hiện một cái cú đánh đưa bi số 2 vào lỗ góc thì bi cái rất dễ bị rơi vào lỗ 10. Nên thủ đánh dày má một chút, kéo cái xuống. À, hóa ra vẫn đánh được lỗ 10. Rất là xin lỗi quý khán giả, với góc độ của bình luận viên ngồi tại đây thì rất khó quan sát cái má bi số 2. Còn liên tiếp là những cái cơ hội và món quà của Lộc Thảo tặng cho Đinh Công Đại. Quyền nền bóng trong tay, và tôi cũng thiết nghĩ là không đến mức mà Đinh Công Đại lại cộng 3 và 9. Một cú đánh hơi thiếu độ chính xác, nhưng không sao, mở má đẹp rồi. Cú lê áp phê. Lại có vẻ hai cơ thủ này rất yêu thích cái lỗ bên góc trái màn hình các bạn.
Mèo Bắc Ninh ơi, đãng á, em đừng hỏi là đãng còn hay loại, mà em vì hỏi là đãng đã thắng bao nhiêu trận rồi. Đãng đã thực hiện cái chiến thuật là thắng nhanh, đánh nhanh thắng nhanh để được nghỉ ngơi vào ngày mai tiếp tục thi đấu vòng đấu loại trực tiếp 32 người. Liên tiếp là những cái cú ốc cái, tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra, cảm giác như có một cái bàn tay vô hình đưa, cứ cố tình đưa quả cái vào lỗ vậy. Ngày hôm nay mà đại con mà để cho Lốc Thảo mà mang trứng về luộc thì không ổn đâu, ăn nhiều thì cũng đầy bụng. À, Lốc Thảo cố gắng lên. À, tôi biết là Lốc Thảo cũng đang bị ảnh hưởng bởi tâm lý vì đứng trước máy quay. Nhưng hãy tỉnh táo nào và điều tiết lại tâm lý của mình. Hít thở, hít vào thở ra, hít thật sâu và thở ra bằng mũi. Hít bằng mồm và thở ra bằng mũi. Điều tiết lại nhịp cái trạng thái tâm lý của mình. Hãy xem lại cái cú đề ba của Đinh Công Đại. Lực rất lớn. Những quả bi chạy toán loạn trên bàn nhưng mà không bi nào rơi xuống lỗ. Một cú phá phun lực của Đinh Công Đại và trên bàn thì vẫn còn phun 9 bóng. Từ 1 đến 9. Một cú chích kim cái của Lốc Thạm. Bì hình đã mở rồi, rất tơi. Chưa được chính xác. Đấy. Chậm lại nào Lốc Thạm. Điều tiết lại tâm lý nè. Bạn Nguyễn Ngọc Cao Khánh bạn bảo là được Thảo đá cầu thả quá. Ừ. Xem bia mà như kiểu chơi bóng chuyền thì xem bóng chuyền liên tiếp là chuyền bóng cho nhau, nhất quyết là không chịu nhận quả. À, với góc độ của bình luận viên thì ngồi đây cảm nhận là Đinh Công Đại, hai cơ thủ Đinh Công Đại và Lốc Thạo thì đều được xếp hạng B. Tuy nhiên thì cái lối đánh của Đinh Công Đại vừa cống hiến nhưng vừa có sự già dơ so với Lốc Thạo. Và Lốc Thạo thì đang đánh với một cái nhịp đánh không được tốt. Tôi cảm giác như Lốc Thạo đang bị mất nhịp. Đánh rất nhanh. À, có vẻ như là đại con là chuyên gia chỉnh sửa ấy nhỉ? Nhà ngày xưa chắc là mở thẩm mỹ viện rồi. À, tôi thấy từ giờ là những cái quả bi cộng của đại con đều gần như đều không có lỗi. À, cần thì hơi điều một tí rồi nhưng mà cộng thì không trượt. Bình tĩnh lại nào Lốc Thạo. Duy trì nhịp đánh chậm hơn một chút. 4-0 thì cũng chưa nói lên điều gì cả. Game đánh đến 7. Còn nước còn tát. Trong khi đó mới được đi được nửa hơn nửa quãng đường một chút thôi. Chỉ cần điều tiết lại nhịp đánh, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chờ giật lại một chút thôi. Ngoáy tay rồi. Cái cú ra tay ngoáy quá.
có vẻ là cái má nó cũng không thực sự là yêu thích, cho nên là lúc Thảo đã thực hiện một cái cú chiêu còng và không tự tin trong cái cú đánh vừa rồi, chúng ta đã cảm thấy rất là rõ ràng trong cái lối ra tay của Lục Thảo. Và ngược lại với cái tâm lý của Lục Thảo thì đại con lại đang rất tập trung và với một cái lối đánh cống hiến. Có vẻ như chàng trai trẻ này đang làm chủ cuộc chơi này. Tâm bi là đã xong rồi. Bụp. Chính xác. Năm không. Rất tiếc cho Lộc Thảo, trong cái cơ hội vàng của mình thì Lộc Thảo vẫn chưa điều chỉnh được tâm lý, vẫn có những cái cú đánh thiếu độ chính xác, thiếu sự ổn định. Rồi, trận đấu vào cuối ngày thì biết rằng tất cả mọi người đều mệt mỏi và các quý khán giả thì cũng chưa kịp ăn tối, cũng như là đội ngũ phát trực tiếp của Magic Billiard Shop thì cũng đã làm việc thông từ 10 giờ sáng nay, nhưng để là đưa lên màn hình trực tiếp của các bạn thôi. Còn toàn bộ đội ngũ Magic Billiard Shop thì đã có mặt ở đây vào lúc 8:30 để chuẩn bị máy móc, trang thiết bị để không phụ lòng người hâm mộ, cũng như là để động viên đội ngũ phát trực tiếp của Magic Billiard Shop. Các bạn hãy tiếp tục chia sẻ phần phát trực tiếp này về tường điện. Có vẻ như đây là một cú rất mềm mại, một cú chặt áp phê. Ok, như vậy thì Hương Còi cũng vừa xác nhận được một cái thông tin của kỹ thuật viên, người phụ trách kỹ thuật của Magic Billiard Shop. Vâng, quá tuyệt vời, một cú sút tê đi bằng đường hàng không rất chính xác của đại con. Vẫn lại tiếp tục một cú sút tê nữa. Nếu như mà đại con đưa được bi số 2 vào lỗ thì tôi nghĩ là đại con nên chuyển gậy ngắn đi đánh đi. Lại nữa chăng? Có lẽ phải đang rất mệt, nhưng mà thực sự là bao nhiêu sự cố gắng vượt qua chướng ngại vật đình công đại cũng liên tiếp là những quả bị khó. Chém mã phê cộng này, sút tê này, a băng này, thành công nữa thì cái ván đấu này Magic Billiard Shop sẽ phải cắt lại để gửi tặng cho đình công đại. Rồi, cái khả năng vượt khó của đại trong ván đấu này, Hương Còi xin phép là thả một tràng bão lai. Quay trở lại với thông tin rất là vui của người phụ trách kỹ thuật của Magic Billiard Shop. Trong thời gian trước thì Magic Billiard Shop cũng đã thực hiện cái phần replay, tức là phần quay chậm. Tuy nhiên thì cái điều kiện chưa cho phép thì đó là cái phần thử nghiệm. Magic Billiard Shop sẽ tiếp tục
thực hiện lại cái phần quay chậm này. Và đây là trận đấu mà Magic Blastoff đang thực hiện lại. Ngày mai có lẽ là mình sẽ duy trì được cái phần phát trực tiếp mà cái phần quay chậm này chứ nhỉ anh Kiên nhỉ. Và đang thử nghiệm lại, tuy nhiên thì thấy là đang chân máy tương đối là tốt đúng không ạ. Văn Nguyễn xin chào em. Và một cái cú đánh bằng lết, tức là tay giả, đã khiến cho Lốc Thảo không có cái cảm nhận tốt về cái ma đánh. Cơ hội lại dành lại cho đại con. Đang dẫn tỷ số sâu vào sao mà bay bướm vậy. Sút tê cũng chơi mà A Băng cũng được, không sao cả. Đấy là một góc độ tương đối là khó chịu. Tuy nhiên thì Đinh Công Đại cũng đã xử lý được rất tốt. Với những cái tay cơ nghiệp dư thì đây là một cái quả bi khó trung bình rồi. Việt Dũng vào nghiên cứu đối thủ. Xin chào Nguyễn Việt Dũng nha. Có vẻ như rất bay bướm nhưng cái cú trâu bằng lực của Đại là nó như máy bay phản lực. Thốc thẳng xuống dưới hơi lỗi lực rồi. Má thì mỏng, cầu tay thì cũng tương đối là côn. Độ bay bướm thì vẫn đang hết sức là trơn tru. Bia địa hình rồi, đánh trên mọi góc độ. Còn tỷ số của trận đấu này là 6-0. Rất cảm ơn bạn Phạm Minh Đức đã động viên đội ngũ phát trực tiếp của Magic nhé. Chúng ta hãy kiểm tra cái cú đề pa của Đinh Công Đại nào. Phá lực rất lớn, tuy nhiên thì không có bi rơi xuống lỗ. Có vẻ như là cái khả năng phá lực lớn của Đinh Công Đại, Đại không thể kiểm soát được bi cái. Trong 4 đến 5 cái cú đề pa của Đại thì cái đều chạy ở 4 cái góc độ khác nhau. Lúc thì ở nửa bên trái bên bàn bên này, lúc thì lại ở nửa bên kia. Hòa Anh Vũ rất cảm ơn em. Một cú thủ bi rất kinh nghiệm. Có vẻ như không thể chạm được, mặc dù là Lốc Thảo có thể đứng ở góc độ đó và có thể nhìn thấy trực tiếp. Hòa Anh Vũ ơi, thực ra thì giọng chị Hương còi lúc nào cũng khàn, chỉ có nghĩa là chỉ có điều là khàn ít hay khàn nhiều thôi.
Bi số 3 đang bị kẹt bởi bi số 7 ấy. Xem cái cách giải quyết của đại nào. Chô gãy hàng luôn không? Lùi về đây. Hơi quá đà rồi. Tôi biết ý tưởng của đại trong cái cú chô bi vừa rồi. Chô ở cái quãng làm sao cái có thể xuyên khe 9-3 để có thể thực hiện một cú giò bi chăng? Ồ, vẫn còn đường. Vâng, tôi tưởng lại một mũi tên chết hai mục tiêu thì trận đấu này kết thúc sớm quá. Bi 9 chuyển động trên cái đường thực sự rất éo le đối với Lốc Thạo. Lại cộng. Nếu như mà đại thành công trong ván đấu này thì vâng, trong một cái game đánh đến 7 thì 3 ván cộng bi. Vâng, bao nhiêu phút đánh đi anh? 37 phút mới một game đánh đến 7 đã kết thúc chóng vánh. Kết thúc chóng vánh. Xin chúc mừng Đinh Công Đại và xin chia buồn cho Lốc Thạo trong cái trận đấu cuối ngày. Lốc Thạo đã không giành được cái suất bước vào trận đấu loại trực tiếp vào ngày mai. Ngày hôm nay ngày thi đấu đầu tiên của giải tại câu lạc bộ Dầu Ăn Nguyên Hồng số 4, Dầu Ăn số 42 Nguyên Hồng, chúng ta đã diễn ra những cái lượt đấu khởi tranh giữa 63 cơ thủ và được tổ chức trên 12 bàn, đã tìm ra 12 các cơ thủ đã 32 cơ thủ đến với vòng đấu loại trực tiếp. Ngày mai thì các bạn hãy đến với câu lạc bộ Dầu Ăn để trực tiếp chứng kiến những cái trận cầu nảy lửa đầy kịch tính của vòng đấu loại trực tiếp vào ngày mai, và cũng sẽ là ngày thi đấu sau cùng để tìm kiếm chiếc vô địch. Vâng, mặc dù là một trận đấu cuối ngày nhưng Messi Villa Shop cũng như là câu lạc bộ Dầu Ăn tại 42 Nguyên Hồng xin trân trọng cảm ơn với các quý khán giả đã luôn luôn theo dõi và đồng hành với Magic Villa Shop. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai, và một lần nữa xin gửi lời chào thân ái với các bạn. Trân trọng.